một điều tôi muốn nói ngay từ đầu chương trình, đó là hôm nay năm đứa mình bận đồ, không ai liên quan. Nhưng mà tôi thấy bạn là lạc lõng nhất. Ít nhất á thì anh Nghĩa với lại anh Trường Giang là có liên quan, tôi với lại Trang cũng có liên quan, còn một mình bạn. Ốc ghét mình hả? Ủa Trành với anh không muốn. Thường với những người cũ mà đối xử tốt với người ta thì người ta còn ân cần, chứ còn hồi xưa đối xử với người ta như thế nào đến ngày hôm nay? Không phải hồi xưa, bây giờ. Tới bây giờ vẫn chưa tốt được một tí nào sao Bình? Sao vậy Bình? Bình ơi, khi nào Bình mới trưởng thành hả Bình? Như vậy là không được rồi, đàn ông mà vậy là không được. Không rồi. Thể chấp nhận được. Thôi mấy gì về đi. Không có phải. Về đi, mới vô chưa gì hết đi, dồn dập quá rồi. Dồn dập quá. Anh nghĩ là Thành nói đúng á, tính khi nào mới trưởng thành, mặc dù có để râu. Anh phải nói lại cho chính xác, đó không phải là để râu, là chừng nào mày mới chịu cạo râu. Tại sao đi quay chương trình mà em quên cạo râu vậy hả Bình? Dạ tại vì hay là mới cấy hôm qua tiếc không cạo. Đừng nói chuyện cấy gì ở đây, nhiều người không thích nghe từ cấy lông cấy tóc rồi đâu, nó không nên. Trời ơi, đừng có nói tiếng luật bạn tôi nha. Ông sao ông? Trong trường hợp này tôi chỉ tin vào những người đàn ông có gia đình đó. Trấn Thành nè. Thì đó, Trấn Thành và anh Lam Trường. Nhưng mà giờ em nói đi rõ ràng đi, ai em tin ai? Trong trường hợp này em tin cả hai người đàn ông đã có gia đình. Anh Lam Trường nói là không hay, em tin anh. Mù quáng. Không mù quáng. Tại sao phối? Tại vì ngày xưa mười mấy năm về trước là Ốc có đi quay, lúc đó là quay minh họa cho anh Lam Trường. Lúc đó anh cũng nói nhiều với em lắm. Bài gì? Tình là nhớ, một bài nhạc Nhật lời Việt rất là hay. Hồi xưa Ốc đẹp lắm á anh Trường nha. Bây giờ vẫn vậy. Wow. Đó là lý do mà em nên tin anh. Nhưng mà thật sự là những lời nói của anh lúc đó chín chắn và trưởng thành như bây giờ, cho nên là em thích anh bây giờ và em tin anh. Trời ơi, thì mười mấy năm về trước rồi mà Vân. Ai mà lúc đó mà trưởng thành bao giờ. Nhưng mà mười mấy năm về trước anh Giang như thế nào, bây giờ anh cũng vậy. Thôi tôi không có can thiệp gia đình bên ta. Nhà ông chú với bà Thiếm bữa nay lộn xộn quá. Tâm tôi đã tịnh, đừng ai hỏi gì. Không phải, nhà ông chú bà Thiếm bữa nay có trai đẹp á. Bà Thiếm bà bị sao xuyến. Bà Thiếm bị sao động. Bà Thiếm bữa nay bà sao. Bà gặp lại idol thời dân Buffalo của bà. Cái thời bà trẻ trâu mười mấy tuổi đó. Thì bạn này hắn là một người hát rất là hay. Cột hơi bằng chắc chắn, bằng thụ chân phải. Để làm gì? Bạn đẩy nhẹ cột hơi lên. Ê, hồi nãy tôi nhớ ai vòng một chê người ta cái tướng đứng vậy là trong trên, cái tướng đứng này là không vững vàng. Tất sao cả đó chỉ là chiến thuật của Trấn Thành để làm lưu mờ đội bên kia. Để bổ sung cho cái chuyện mà anh Lam Trường có nói về việc mà bạn ấy giữ thăng bằng á, thì ngày hôm nay bạn ấy đã tính toán rất chi ly, lựa chọn một đôi giày như thế nào để mà đứng cả buổi không đau chân và không mỏi chân. Exactly. Yes. Các bạn có nhận thấy hôm nay là Ốc Thanh Vân giống như là tăng động không? Đúng rồi, em cũng có cảm giác vậy. Có một sự tăng động nhờ cái tình yêu của Lam Trường. Có một sự rào rực nhẹ nơi bờ môi. Nhờ có anh Lam Trường mà bữa nay bà Thiếm đã hoàn toàn lột xác nha. Nó bị sững sững. Không, nhưng mà em á là em nói bạn số 2 này hát không hay. Sao vậy? Giống như em nói đó, một cái sự hoàn hảo quá thì em nghĩ bạn này diễn hát không hay, rất là nghi ngờ cái bạn này. Nhưng mà do anh Lam Trường nói hay thì thôi em chịu hay luôn. Trời ơi, nữa em á Trang. Thêm em nữa hả? Có một sự rào rực nơi. Không, tại vì mình thấy người ta nói có lý quá thì mình phải theo thôi. Chỉ có một cơn mưa phi trường tạt ngang thôi. Không, mà hai con nhạn, hai con bánh bèo hư thối, lòi cốt, lộ diện, mê trai. Tôi mê tình hơi xót xa. Đúng vậy, bao nhiêu năm rồi tình vẫn không thể thôi xót xa. Gì đó? Cái gì vậy? Những người phụ nữ đã lập gia đình. Cái gì vậy? Chúc mừng hai bạn vì hai bạn ở xa nên mới yêu Lam Trường, còn mình ở gần mình yêu là Trấn Thành. Ha, cảm ơn. Anh nghĩ cái người xót xa chứ là chồng của hai đứa em đó. Không, nhưng mà không có tráo trở. Cả thế giới là tôi đi. Không, nói sao đi. Sao, còn ốc. Không sao. Còn cô giáo. Ốc, bên tôi cái ốc. Chúng ta hay có quan điểm chung đúng không? Để bạn nói sao? Tôi nói là hát không hay. Là bạn không tự tin. Em có cảm giác rằng cái cô này là mình không thể nào mà không nói rằng cô ta hát hay được. Hay là em nghĩ rằng không thể nào không nói là cô ta hát không hay. Em không thể nào mà không nói rằng là em không đồng quan điểm với Trấn Thành. Vậy là đồng quan điểm. Ít ra là trong cái trường hợp này ba anh em chúng ta có đồng quan điểm với nhau. Vậy là vui rồi. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều. Cái đôi giày đó thật thấy không? Cái đôi giày đó. Nó đã nói lên một điều rằng lát nữa bạn ấy sẽ phải nhảy. Phải nhảy. Em bây giờ bận cái lòng đèn mà có đôi giày đó kìa. Khoan, dân ngồi được chứ Thành đã đứng lên đi cưng, nhìn kỳ lắm. Mang guốc. Mang đôi giày bà ta. Không phải guốc mà là một đôi giày. Một lát nữa bà đi ra này ha.
cái bà làm như nè, đó là bà nhảy, là bà sẽ nhảy chứ bà không biết hát đâu. Không, bà không biết hát đâu. Đó, đó là ý kiến của Trấn Thành. Cái chữ thôi đó rất là tệ, nó không đúng cao độ và nó bị lạng đúng không? Không, tại mình chưa biết là bạn ấy hát bài gì. Mà bài vì sao người ta lại cho mình nghe một cái nốt rất là tệ như vậy? Nhưng mà anh lại cảm giác là cái hơi bạn ấy rất là mạnh á. Có vẻ như là đúng là cô vừa tập xong và quay đúng cái việc mà diễn ra hàng ngày. Nhưng luôn. Mà cô này chỉ là người chơi bóng chuyền thôi chứ không phải là vận động viên. Không mà không có phải chơi bóng chuyền luôn nữa, không phải. Thì cô đang chơi gọi là người chơi bóng chuyền. Nếu mà đúng là người chơi bóng chuyền đúng á, là người ta không bao giờ mà cứ lúc nào cũng cầm vậy đâu. Đúng rồi, với lại đúng không? Bóng vô là không được dính, gọi là dính bóng rồi cũng phải đẩy ra rồi người ta chỉ búng thôi. Đó thì nên là bạn này là không phải là bạn chơi bóng chuyền rồi sao chơi nữa. Mà bạn này á là một bạn hát hay. Hát hay. Tin em đi. Cái mặt em là chị biết là chị không nên tin rồi. Chị chỉ tin vào bản thân chị thôi. Ừ, hát hay. Không hay. Em cũng nghĩ hát không hay. Hát không hay luôn hả? Em cũng nghĩ bạn này hát không hay. Thôi nãy giờ người ta nói không hay thôi thì đó. Ừ. Hả? Trấn Thành đâu? Chính kiến của em đâu? Ừ thì đó, bé Thành nãy giờ hay. đang mắc suy nghĩ cái chuyện bóng chuyền này kia, bị Bình miêu tả nhiều quá. Rối rồi, tôi suy nghĩ coi là Bình nó nghiên cứu bóng chuyền từ năm nào. Mặc dù là thân nữa đúng không? Môn nào cũng biết chơi cái mà. Cái môn nào nó cũng biết anh. Nữa em hơi hoang mang, em chưa có biết được cái câu chuyện của cô bé số 5 này. Nhưng mà theo vị trí đắc địa thì số 5 là hát dở. Đó, cảm ơn Trấn Thành. Trường Giang, anh nói rằng là bạn ấy hát hay hay không hay? Không. Anh cảm nhận như vậy. Nếu mà chúng ta chỉ dùng linh cảm rằng là bạn ấy hát không hay mà khẳng định rằng là bạn ấy hát không hay thì e rằng đó cũng là một điều không hay. Chúng ta nên dùng cái lý trí, ok, để phán đoán rằng bạn ấy là một người hát không hay. Và tôi cũng xin được chắc chắn là bạn ấy là một người hát không hay. Trời, anh mệt quá Dân ơi. Trời ơi. Dân ơi, anh suy sụp luôn đó Dân. Ông ơi, sao ông cứ bắt mọi người phải về coi YouTube lại hoài vậy ông? Trời ơi, phải coi YouTube. Trời ơi, quen nhau bao nhiêu năm, làm bao nhiêu chương trình mà tới bây giờ bạn cũng không hiểu được tôi nữa hả? Muốn hiểu lắm nhưng mà thật sự luôn là lực bất tòng tâm luôn đó. Bà ốc này mà mai mốt bà ông làm diễn viên nữa, bà vô trường, bà dạy ngữ pháp. Trời ơi, dạy ngữ pháp là chết học sinh đó em. Thì không, nhưng mà ngữ pháp chắc lắm. Đi vòng hồi cũng về à. Không ghê phải quá. Nếu ốc trong này mà không làm diễn viên nữa, ốc sẽ vào 192 hàm tử. Không phải là ốc bị, nhưng mà ốc vô ốc nói những người bị tỉnh luôn. À, chị Mẹo. Mẹo à. Chị Mẹo. Chị Mẹo. Bây giờ bà nói là bệnh nhân về nhà hết à. Không may ở nữa. Bạn này có khác với bạn trước không? Cái linh cảm của em đó. Em thấy khác. Ừ. Về khẩu hình đồ này nọ khác. Nhưng mà có cái là em thấy bạn không phải người mẫu ảnh đâu. Ừ. Đúng rồi, bạn đi siêu thị Y Mạch Gò Vấp nè. Ghé vô chỗ gửi xe đó. Có cái cánh đằng sau chụp hình vậy thôi. Ủa, biết location luôn hả? Em cũng chụp ở đó rồi mà. Nói chung là bạn ấy không phải người mẫu. Ừ. Cũng không phải ca sĩ đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ủa là sao? Cũng không phải là người hát không hay đâu. Ý là hát hay. Ý là hát hay đó, em đừng suy nghĩ với chớ. Trời chết rồi, em đội của chị Vân mà em còn hiểu nữa. Em không nghĩ chị Vân dạo này nặng dữ vậy. Chết rồi. Nói chung là tới bây giờ cũng chưa hay là bạn ấy hát hay hay là không. Nhưng mà sẽ thật sự là không hay nếu như chúng ta không biết bạn ấy không hát hay. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái cách hay hát của bạn ấy thì không hay. Like qua kia luôn. Rồi, đổi chỗ ăn. Đi vào vết xe đổ của ốc rồi. Đổi chỗ đi. Sao nó lay lẹ vậy đó? Ê, em nói nghe nè, cái cặp này mà về chưa một nhà là coi hết chương trình luôn, khán giả cũng không hiểu nói gì á. Hay là mình giữ phong cách như vậy từ đây đến cuối đi. Đến cuối show này thôi. Năm sau mình đâu được mời nữa. Ồ dạ. Nói chứ ông này... Còn Vân, nói một câu cho thuần phong cách với Thành coi. Sẽ thật là không hay nếu như mà mình nghĩ rằng người đó là hát hay mà mình lại nói với người ta để cho người ta nghe vào cái lỗ tai người ta rằng là mình nói người ta là một người hát không hay. Cho nên tốt nhất cái điều hay nên làm vào lúc này là mình hãy khẳng định người ta là một người hát hay. Hay. Thế thôi. Hay. Hay quá. Mời chị về chị ơi. Hay quá. Lấy bệnh nổi đi đi Thủy ơi. Lấy bệnh nổi đi luôn chứ đừng cho về nhà nữa. Đóng cửa đi cơ. Con xin lỗi chị nha. Xin lỗi chị Giang nha chị. Phan sẽ. Bất ngờ. Bạn tìm được chi âm ngay đây. Chúc mừng bạn Trấn Thành. Vâng, có gì khác không em? Xin lỗi chứ. Với cái màn nhép miệng rất là hay vừa rồi đó,
mà làm cho ai đó nghĩ rằng là bạn này hát hay thì tôi phải công nhận là người đó hay. Vậy là công nhận cái người nhận định chứ phải công nhận bạn đó hả? Không, cái người nhận định mà nghĩ bạn ấy hát hay á là phải hay lắm mới dám nhận định bạn hát hay với cái màn trình diễn hay vừa rồi, bởi vì nó thật sự là quá hay đến mức độ người ta phải không thể nghĩ nó hay được, mà nghĩ được nó hay thì là người đó hay lắm. Dạ. Cái hay á là Trấn Thành nghĩ rằng Vân nói hay, Trấn Thành hiểu Vân nói hay cái gì mặc dù người khác không ai hiểu hết. Thế này nè, nó có nhiều giả thuyết lắm, nhưng anh nghĩ nó cũng có thể là một giả thuyết, nhưng mà cái giả thuyết đó em nghĩ là ít hơn, là tại vì nhìn cái gương mặt của bạn nếu mà hát nhạc mà giống như kiểu lời khuyên thì rất là hợp. Cái thứ hai là người ta có thể cố tình làm nó hơi chệch choạng nhẹ một tí để như em nói nãy là giấu nghề. Nãy giờ mình ném nhìn trên sân khấu á là cô này là hoàn toàn không hát hay được, đúng, nhưng nếu mà cổ diễn được thì cổ diễn dở hơn anh em mình luôn. Chính xác. Tại vì cái người hát hay để họ diễn được hát không hay, đó là một điều hay hơn những người có thể không diễn hay mà hát hay. Tại vì não nữa, mệt não nữa. Trời ơi. Phải thiệt. Nghe nghe chữ môn nhân cũng phải khó hiểu nói nè. Phải lanh quanh á. Mọi người bị làm sao vậy? Chuyện nó quá đơn giản, tự nhiên cái ngồi phân tích mất thời gian lên sóng. Bạn này, thế em nói thiệt, nãy giờ em muốn lấy cây guốc em chọc chị. Thủy ơi, Thủy ơi, hay em, quá em ơi, em không, đã bỏ cái hình tượng ngọc nữ của em ra rồi. Em không nói một câu được hết, nhưng mà cái câu em nói ra là dính vô con mắt người ta liền. Em muốn lấy cây guốc em chọc chị. Nhớ nha Thủy, đúng đó. Mà tôi chưa từng thấy một khách mời nào có như là nhiệt tình, nhiệt tình đi đâu nhà như vậy. Còn cái đội này thế nào chứ không có đánh lộn quá nha, thiệt đó. Bạn này chỉ hát hay khi nhép thôi. Hết. Rồi, hiểu rồi, tức là hát không hay. Rồi. Lần này đánh lộn nhờ cái chiếc guốc của tôi Thủy mà ốc Thanh Dân nó lộn lại. Cáo lại.